Mặc dù phim chuyển thể từ game luôn được gắn mác thất bại, tuy nhiên những tác phẩm này là chứng minh được điều ngược lại. Sau đây hãy cùng khám phá 7 game được dựng thành phim hay nhất mà bạn không nên bỏ qua nhé. Assassin's Creed. Assassin's Creed mang lại cho người xem cảm giác của những video game đầu tiên được đưa lên màn ảnh rộng. Tác phẩm này đủ xuất sắc để giữ chân tất cả mọi người tại ghế ngồi và khiến cho bạn không thể rời nửa bước với cuộc chiến dài vô tận giữa hội sát thủ và hiệp sĩ dòng đen. Warcraft, cái cách mà bộ phim xuất hiện đè bẹp tất cả những đối thủ khác mà không hề khoan dung như những gã khổng lồ. Một bộ phim không hề run sợ mà chộp lấy cơ hội, mất ngân sách khổng lồ dùng vào một đạo diễn nổi tiếng và chỉ để anh ta thổi bùng năng lượng của mình lên màn ảnh. Với gần 500 triệu USD mang về từ các phòng vé, Warcraft hiện là bộ phim chuyển thể từ game đắt giá nhất mọi thời đại. The Angry Birds Movie, phim được chuyển thể từ trò chơi điện tử, không phải tất cả đều là những màu sắc u ám, chiến tranh, tàn phá hay bạo lực. The Angry Birds Movie là một liều thuốc giải độc hoàn hảo cho những xu hướng trước đó. Bạn và tôi có thể không phải là đối tượng của một bộ phim, nhưng bạn không thể phủ nhận rằng bộ phim có nhiều sức hấp dẫn để giữ những đứa trẻ chịu ngồi im trong 90 phút. Prince of Persia, Hoàng tử Ba Tư. Prince of Persia, The Sands of Time là một bộ phim phiêu lưu, giả tưởng khởi chiếu năm 2010. Kịch bản được viết bởi Jordan Mechner, Roger Jackin, đạo diễn của phim là Michael Newell, sản xuất bởi Cherry Bruckheimer. Bộ phim có sự góp mặt của các ngôi sao như Jacob Whitehall trong vai chính là hoàng tử Darkstar, Gemma Arterton trong vai công chúa Tamina, Ben Kingsley trong vai Nyssa và Alfred Molina trong vai Seki Armor. Tomb Raider 2018 tiếp nối phần phim được tái khởi động vào năm 2013, Tomb Raider trở lại màn hình lớn bằng cách mang lại cho chúng ta một Lara mới. Bộ phim được viết lại thay vì lấy chính xác những gì có trong cốt truyện trong game. Alicia Vikander đã cho chúng ta một Lara đang bùng nổ với cuộc sống và một điều thú vị. Nhân vật xuất hiện nhiều ở London hơn đi khám hiểm các ngôi mộ của các vương quốc cổ đại. Resident Evil. Resident Evil là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị vào năm 2002. Kịch bản và đạo diễn Paul W.S. Anderson, diễn viên tham gia Mila Jovovich, Michael Rodriguez và Colin Salomon. Dựa trên yếu tố từ trò chơi video Resident Evil và Resident Evil 2, bộ phim kể về nữ nhân vật chính bị mất trí nhớ tên là Alex và một đội quân của tổng công ty Umbrella cố gắng để tìm hiểu sự bùng nổ của T-Virus tại một cơ sở bí mật dưới lòng đất. Bộ phim thu về hơn 100 triệu USD trên toàn thế giới. Final Fantasy The Spirit Within. Vào năm 2065, trái đất có nguy cơ bị diệt chủng. Một ngôi sao băng đã va chạm với hành tinh xanh, mở đầu cho một cuộc nội bộ của hàng triệu sinh vật ngoài vũ trụ xuống trái đất. Những cánh đồng và thành phố bị tàn phá nặng nề bởi những kẻ dã thú, chỉ còn lại thành phố New York với vài người sống sót qua thảm họa. Nhưng quân xâm lược đã bắt đầu tiến sát tới những thành phố rìa ngoài được xây dựng để bảo vệ những cư dân cuối cùng của trái đất. Thời gian còn lại chẳng bao nhiêu, ngay tận thế càng đến gần, tình thế đã trở nên bế tắc và đại tướng Harin quyết định hủy diệt trái đất, tiêu diệt những sinh vật ngoài hành tinh và tìm nơi sinh tồn mới cho cư dân trái đất.